xin chào thợ em. Cô là Thảo Anh và tiếp tục đồng hành của em trong Unit 2, Your Body and You, phần Communication and Culture. Và bài hôm nay chúng ta giải quyết vấn đề là so sánh quan điểm về sức khỏe giữa hai nước Indonesia và Việt Nam. Phần đầu tiên Communication, các em hãy nhìn vào sách trang 23 và hãy trả lời cho cô câu hỏi sau nhé. Đó là những hoạt động này sẽ tốt cho bộ phận, cơ quan nào trong cơ thể của mình nhé. Ok, và cô sẽ đưa cho các em một ví dụ về hoạt động swimming, hoạt động bơi đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có skeletal system. Các em còn nhớ từ này ở trong phần vocab không? Chính là hệ xương. Và cô đưa ra lời giải thích. Every bone is used. Tất cả các xương sẽ được sử dụng khi chúng ta bơi. As all part of your body needs to be moving to stay afloat. Bởi vì chúng ta cần phải di chuyển để làm sao để cho nổi con người trên mặt nước đúng không? Đối với hệ thứ hai, respiratory system, hệ hô hấp, thì rõ ràng là bơi thì sẽ gắn liền với hệ hô hấp rồi. It is a must to be efficiently breathing. Đó là một điều chắc chắn là phải chúng ta phải thở một cách hiệu quả. Bởi vì your lung is pent and air is sucked into through your nose or mouth. Như vậy ở đây, phần sau này cô giải thích cho cái quá trình và vì sao chúng ta lại phải thở một cách hiệu quả như thế. Và ở phần cuối cùng, circulatory system, hệ tuần hoàn, thì các em, cô đưa ra một lý do như sau. Swimming on a regular basis, chúng ta bơi một cách đều đặn hàng ngày thì sẽ can improve heart contractility, decrease blood pressure, lower heart rate. Như vậy là rõ ràng là khi mà chúng ta exercise every day, chúng ta luyện tập hàng ngày thì chúng ta sẽ cải thiện được rất nhiều chức năng của tim này và làm giảm những cái vấn đề về hệ tuần hoàn đúng không? Và các em hãy thử làm tương tự với những cái hoạt động khác nhé, để chúng ta có thể thấy là những cái hoạt động đấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các cái cơ quan bộ phận của cơ thể chúng ta. Ok, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo nhé. Culture của chúng ta hôm nay sẽ nói về hai ý kiến của hai quốc gia khác nhau, Việt Nam và Indonesia. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với Việt Nam. Xem rằng ailments, như vậy là xem rằng bệnh tật thì sẽ được tạo ra bởi gì? Are caused by imbalance of yin and yang. Như vậy là cái sự không cân bằng giữa âm và dương. Thì như vậy thì rõ ràng vì cái quan điểm này, goes to restore the yin and yang balance, rõ ràng là cái việc chữa bệnh chính là việc giải quyết cái vấn đề này, tức là phải cân bằng lại cái cực âm và cực dương đấy. Và ở đây, herbal medicines and indigenous folk practices used to treat the sick. Những cái phương thuốc thảo mộc này, những cái phương thuốc dân gian này được sử dụng để chữa bệnh cho người ốm. Các em có thấy đúng không? Những cái phương thuốc dân gian của Việt Nam chúng ta. Và cuối cùng, previously thought ineffective, but recent evidence shows positive health outcomes. Như vậy trước đây thì người ta nghĩ rằng là nó không hiệu quả. Tuy nhiên, về đây đã có những cái chứng cứ thể hiện rằng nó đưa ra những cái kết quả tích cực cho sức khỏe. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo về đất nước Indonesia nhé. Thì ở đây quan điểm về sức khỏe, quan điểm của họ khác Việt Nam như thế nào? Chúng ta sẽ đến với đầu tiên là quan điểm về bệnh tật. Illness are caused either naturally or personally. Như vậy là các cái căn bệnh nó được tạo ra hoặc là tự nhiên hoặc là do con người gây ra. Vấn đề thứ hai, như vậy thì vì cái quan điểm này chúng ta sẽ có quan điểm thứ ba đúng không? Đó là việc chữa bệnh nó sẽ phải là restore normal, proper and comfortable condition. Chúng ta sẽ đưa về mọi thứ về cái trạng thái bình thường, đúng đắn và trạng thái thoải mái nhất, trạng thái cân bằng của nó. Và ở đây, cái phương thức mà người ta sử dụng khi chữa bệnh chính là traditional treatments, herbs and fabrics used to treat the sick. Những cái phương thuốc truyền thống, thảo mộc và những cái trị liệu được sử dụng để chữa bệnh cho người ốm. Thì cô cho rằng cái đặc điểm này của đất nước Indonesia và đất nước Việt Nam là giống nhau đúng không nào? Ok, và cuối cùng,
Efficient, safe, cost effective, affordable and accessible, especially for the poor. Như vậy là cái phương thuốc này theo đánh giá thì đó chính là một cái cách rất là hiệu quả, an toàn và rất là rẻ, có thể áp dụng được cho những người nghèo. Vậy thì khi mà các em so sánh hai cái quốc gia này với nhau, các em thử trả lời cho cô câu hỏi sau. Do you know any traditional therapy? Như vậy là các em có biết một các cái phương thức khác, phương thức dân gian khác để chữa bệnh không? Treatment without medicine. Nhớ nhá, cái therapy, cái phương thức chữa bệnh dân gian ở đây chính là treatment, những cái cách chữa bệnh không cần sử dụng thuốc. Và nếu như có thì các em hãy share the basic idea of that therapy. Các em hãy đưa ra những cái thông tin cơ bản về cái phương pháp đấy. Thì cô có một gợi ý cho các em nhé. Các em còn nhớ bài đọc của chúng ta không? Về chủ đề acupuncture đúng không nào? Thì đây chính là một phương thức trị liệu dân gian và đã được công nhận toàn thế giới về cái tính hiệu quả của nó. Ok, và các em có thể sử dụng lại những cái idea, những cái ý tưởng từ bài khóa để đưa vào bài này, trả lời cho câu hỏi này. Và các em ơi, các em hãy lên trang tiengAnh.com và làm bài tập đầy đủ nhé. Có bất kỳ thắc mắc nào các em hãy comment ở dưới, cô sẽ trả lời thắc mắc cho các em. Goodbye, see you on the next lesson.